khi ai đó chê bánh mì Việt Nam. Hàn Quốc cứ ý mình giàu, 20 đứa cầu nhau đã ăn cho sang lao nhau như gà đầu. Nước tao đặt sẵn có bánh mì thịt, dân tao thích cực kỳ. Tụi mày không ăn ngay đi sao còn sân si? Thế nên nhà nước có quyết định rồi, cho chúng nó vào nồi đun nước sôi, đóng gói đem về. Squitter giờ cũng đứng top thịnh hành, hãy mau xin lỗi người Việt, xin lỗi nhanh. Tôi gì cả khịa anh. Xin lỗi Việt Nam lẹ đấy. Lẹ. Come to Vietnam, never say that thing if not. I apologize to Vietnam.